À, xin chào các em ha. Hướng dẫn các bạn vẽ cái logo Windows ha. Với mô tả thông số tỷ lệ kỹ thuật như thế này ha. Rồi cái này mà nếu bạn nào chấm pen thì chúng ta chấm có mấy cái này xong rồi. Nhưng mà mình vẽ chính xác bằng cái mô tả này thì nó chính xác hơn ha. Ở đây chúng ta phân tích thử ha. Đầu tiên chúng ta đến nó độ cong độ nghiêng xuống ha. Nhưng mà chúng ta vẽ là hình vuông như thế này ha. Đây là chiều rộng là 80 ha. Mình sẽ vẽ một cái khung 80 như thế này. Chúng ta không vẽ từng miếng nha. Chúng ta vẽ một khung lớn luôn ha. Đây này, chiều cao là 80 này, chiều rộng 80 ha. Vẽ một cái hình chữ nhật, quên, hình vuông ha. Hình vuông 80 80 này. 80. Enter này, à, vuông lắm. Rồi sau khi có hình vuông rồi thì chúng ta xem thử nhé. Họ nó mình là cái khoảng cách này là 4 4 4.5 đúng không? Cái này là cũng là 4.5 luôn thì xíu chúng ta kẻ đường ngang dọc chúng ta sẽ có thôi. Kẻ luôn cũng được này. Đây thì nó dài ra một xíu, chiều cao nó là 4.5, chiều rộng thì mình có thể kéo ra. Ở đây thầy đang để khóa thôi, chạy theo thôi, thì kéo rộng ra một xíu đó để tạm đây ha. Cái chiều dọc nó cũng là 4.5 thôi ha, mình có thể nhân bản thêm một cái nữa ha. Rồi cho nó đứng lên 90 độ ha. Ở trên đây có hai đường ngang dọc rồi đó. Nhấn CE nó luôn nha, nó CE nhấn này một khối luôn ha. Chứ mình rút lại. Rồi có cái đường này mình sẽ cắt ha. Nhưng mà trước khi cắt nó thì mình sẽ tính cái độ bóp nghiêng này xuống ha. Bóp nghiêng thì chúng ta xem thử nhé. Đây là 80 mà trong đây cái phần này nó chỉ còn có 58 thôi. Ở đây nó trừ đi là 11 đúng không? 11 với 2 là 22. Đó. Thì mình sẽ vẽ để bắt được cái điểm này thì mình sẽ vẽ một cái hình khoảng một cao là 11 đi, cho 11 vuông cũng được, 11 vuông luôn nha. Mình đặt đúng vị trí này đi ha, để mình xác định nó cái vị trí thôi đó. Đây dưới đây cũng vậy này. Đó, chúng ta xem tiếp nhé. Thì đây thì cái đầu bên đây nó thu thu nhỏ về đây ha, đầu phía đây nó giữ nguyên này. Thì để mà chỉnh sửa được cái hình này chúng ta sẽ phải chuột nó chỉnh quy này, và chúng ta sẽ dùng shift tool cho ta sửa nha. Ta di chuyển điểm này, về đây đó, đúng bắt điểm luôn ha. Đây chính xác thì đổ luôn mà, điểm này cũng vậy, ta di chuyển về đây. Sau khi di chuyển xong rồi thì chúng ta bỏ hình này đi ha, để chúng ta sau nhiệm vụ rồi. Tiếp theo là chúng ta cắt, cắt bao nhiêu đây thì ở đây họ nói mình đó, cái vị trí cắt này á, cái này là chia đôi đúng không, chia đôi đúng rồi này. Nhưng mà cái đường này thì nó tính khoảng cách từ đây là 32.5 đúng không, thì ta vẽ một cái khối tính từ điểm này qua là 32.5 này, từ đây qua là 32.5, 32.5 để xác định cái điểm vị trí ha. Rồi sau đó chúng ta đưa cái hình này vô, chúng ta cắt này. Nhấn CE cho nó đúng tầm ở giữa ha. Đó. Cái chiều ngang cái chiều này ha, thì đúng vị trí giữa này ha, đây, chiều đúng giữa đây. Mà chiều bên đây thì nó tính từ đây qua là 32.5 thì mình cho nó bắt đúng điểm luôn ha. Di chuyển nó qua. Đây, di chuyển cầm cái điểm nha. Nó bắt điểm đó. Chính xác rồi đó. Rồi căn lại này. CE vân. Nhấn E thôi. C thì không cần, tại C mình đã, mình bỏ C là mình không có C, và mình sẽ bắt điểm này. Cái vị trí tính về bên lề trái qua là 32.5 ha. Còn lại là lề phải. Còn đường ngang này á, đó đường dọc ha, còn đường ngang này thì nó nằm giữa. Đây nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt ha. Cắt thì ta lấy cái hình này. Khung này ha, khung này này. Để chúng ta chọn cái hình này. Chúng ta cắt. Cái này sau nhiệm vụ này, để lấy cái định hình để căn cái lề bên trái quát thôi, còn ở giữa thì ta cắt giữa rồi. Sau đó chúng ta xong rồi chúng ta bỏ ra ngoài nha, để chúng ta đã hoàn thành được cái logo Windows ha. Này đúng theo dựa theo mô tả thông số kỹ thuật luôn ha, thì chúng ta chấm điểm màu, chấm màu đây. Rồi xong ha, mình có thể là bỏ viền đi ha, có
Nếu mà trường hợp đây là logo chúng ta bốn cái miếng này là cùng màu ha. Nếu trường hợp nó muốn khác khác màu thì các bạn chỉ cần phải chỗ đen nhấn Vector Apart này, chuyển chân ca là mình có thể là tô màu riêng từng phần một cũng được. Đó. Trường hợp như vậy, trường hợp bên là nó cứ nguyên một khối thì thôi ha. Đó. Còn nếu mà mình muốn tách riêng ra thì mình cứ nhấn phím tắt là chuyển chân ca ha. Để mình tách ra thì tô màu khác ha, giống như Pepsi này cũng vậy ha. Vậy là thầy đã vẽ xong cái logo Windows ha. Các bạn có thể tham khảo cái này để vẽ ha. Xin chào các bạn ha.